căn biệt thự này là một trong những cái dự án mà Louis theo sát ngay từ những ngày đầu khi ở đây chỉ là một mảnh đất hoang sơ. Từ đó Louis mới lên phương án thiết kế sang lắp, vì ở đây đất có độ dốc rất là cao. Mình cũng may mắn được tham dự có mặt ở đây từ những ngày đầu của dự án và được tham dự cuộc khởi công. Căn biệt thự này trải qua rất nhiều cái sự thay đổi về thiết kế, với phương châm là không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn đem bán cái sự hài lòng cho khách hàng. Chính vì vậy mà Louis luôn hỗ trợ khách hàng hết mình. Những hình ảnh bạn thấy phía sau này, đây không phải là phương án thiết kế duy nhất của Louis. Để có được như những gì bạn thấy đây thì đã trải qua rất là nhiều công đoạn chỉnh sửa, thay đổi thiết kế sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của chủ nhà. Khi mà lên phương án sẽ có những giai đoạn chủ nhà cần có những thay đổi sao cho phù hợp để cân đối tài chính. Chính vì vậy khách hàng hoàn toàn thấy yên tâm khi mà cộng tác của Louis chỉ cần ở cái góc đó chưa thấy đẹp là các anh em sẵn sàng binh lại, thiết kế lại, phối lại để cho ra được một tác phẩm mà cả đôi bên cùng cảm thấy hài lòng.